Mọi người bây giờ nhà mình đang chuẩn bị ăn cơm tối này. Đây là ít đồ mình mới mang đi, có thịt này, có măng măng tây, gia vị chấm các thứ, kim chi rồi rau, không thiếu một cái gì hết. Đó, đến những cái nơi này là phải ăn thịt nướng. Còn chỗ này thì có một chút hải sản, mình đã mua tôm này với lại cái con sò kia là sò gì nhỉ? Tự nhiên lại quên tên cái con sò mà to đùng á. Sò mai à, có phải không nhỉ? Sò mai thì chắc là mình sẽ nướng với lại phô mai đây này. Đông cuốn thì mình chùn là ớt là thích cái món này luôn. Cho nên là mình đã chuẩn bị được không có nhiều đâu, chỉ nói chung là chỉ ăn có 4 người mà không có đông mấy. Còn đây là ít nấm thì mình sẽ nướng cùng với lại thịt. Đấy, sò mai tươi lắm mọi người mà nó to nguyên một cái bàn tay đó. To nhỉ. Cái này thì sẽ nướng với lại phô mai. Còn ở đây thì mình chưa có chuẩn bị thêm cái món tteokbokki, bánh gạo này, mì tôm. Nhưng mà đêm đó thì mình ăn. Trong tủ lạnh là cũng có luôn. À, đây này, ở dưới đây người ta có sẵn nồi cơm nữa nha mọi người. Đấy, có sẵn cả nồi cơm điện cho nên mình chỉ mang gạo đi nó rất là tiện. Hoặc là ai mà không thích nấu thì mình có thể mua cái gạo, mua cái cơm hộp ấy. Xong rồi có lò vi sóng mình quay lên là được. Nhưng mà mình thấy trong đây nó có nồi cho nên là mình đã mang một chút gạo đi rồi, ăn cơm nóng cho nó ngon. Nồi nhỏ nhỏ cũng xinh nhỉ. Trong lần sau mình phải mua một cái nồi nhỏ này. Cái nồi đang sử dụng nó to quá. Nhà thì ít người. Đó, để đây, tí nữa mình xới cơm mình ăn. Qua cái chỗ này là nhà bếp kim này. Còn đây là canh rong biển mình cũng mới mang đi. Có một cái bếp điện được cái nóng tiện mọi người. Mì tôm này. Với lại ở đây thì mình thấy là người ta đã chuẩn bị đồ đó mọi người. Đó, rất là cẩn thận luôn. Rượu vang này. Những cái gia vị mình cần nên là đã có hết ở đây rồi. Mà rất là sạch nha mọi người. Rồi, không có một vết bụi rồi. Dao này, thớt này, đủ các loại luôn. Tại vì là cái bếp bếp từ này á, không phải là cái loại nồi nào nó cũng sử dụng được, cho nên là mình không có mang cái nồi nó đi, mình để mình dùng cái ở đây luôn. Cái này là cái gì đây ta? Đây, lò vi sóng đây này. Đó, tiện chưa? Hâm đồ ăn ấy rất là không cần phải mang đồ nhiều, bát đĩa. Bây giờ là mình đang đợi người ta mang củi lên mọi người ơi. Nướng đồ ăn các thứ ấy thì mình sẽ đây, nếu mà mình nghĩ là mùa đông ấy, mình ăn ở đây rất là hợp lý rồi này. Đó, còn bây giờ thời tiết nó đang rất là ấm cho nên là mình sẽ ra ngoài đây. Mở cửa ra. Đấy. Dép chiếc là đã chuẩn bị sẵn rồi. Mới đòn chỉ có hai đôi thôi, thế là mình bảo là người ta mang đến đấy. Đây. Hôm nay nhà mình sẽ ăn tối ở chỗ này nha mọi người. Đợi một lúc nữa là sẽ có hoàng hôn. Vừa ngắm hoàng hôn vừa ăn này. Củi. Còn đây là cái bếp ga, tí nữa mình sẽ nhóm vào đây. Đúng thật là chỉ mang đồ ăn mới là người đi thôi. Những cái này là mình cũng không phải mua luôn nhá. Tiện hơn là cái lần trước, găng tay. Còn cái tấm này là cái tấm ni lông để mình sẽ trải lên cái bàn này này. Bốn người ngồi đây quá là vừa luôn. Đấy, đẹp chưa? Hôm nay cái lý do mình đặt cái phòng trên trên gác này là nó rất là tiện mọi người. Mình không có một mình, gia đình mình ấy không có ai nhìn thấy mình, nó thoải mái. Chứ còn nếu mà mọi người đặt ở tầng 1, tầng 2 ấy, thì sẽ gọi là chung. Cái chỗ nướng thịt nó sẽ làm chung nha mọi người. Cho nên là mình đã đặt riêng cái phòng, nó đắt hơn tầm khoảng 80 nghìn á. Nó đắt hơn tầm khoảng 80 nghìn đúng rồi. Nhưng mà rất là đẹp luôn. Và ngắm biển bây giờ còn đang nắng tại vì chưa đến 5 giờ. Chồng mình thì anh mệt cho nên anh ngủ tí gọi dậy xong rồi nướng thịt ăn là vừa. Cái chỗ này ánh nắng hơi to nhỉ, nó hơi nó chiếu vào nhiều ấy. Chắc là mình sẽ nhờ em Minju gọi là di chuyển đồ ăn ra ngoài đây. Minju ơi, xuống đây mẹ bảo hai đứa đang ở trên tầng. Xin chào. Chào chào các bác chú. Cháu chào các cô các chú. Đúng Thích ạ. rồi ạ. Thích lắm mày này. Thích mà trẻ con nó đứa nào nó thích. Đấy, bây giờ đợi di chuyển ra được. Minju xuống đây mẹ bảo. Ừ, lên đâu ba? Rất là nghiện măng tây nhưng mà mỗi tội sao bây giờ nó toán cái loại to mọi người.
Trời ơi, to như cái ngón tay mình ấy. Mình thích là cái loại nho nhỏ như này này. Đó. Hôm nào tìm ở trên mạng ấy, có chị nào hoặc là trên đây có cái chị em nào mà bán măng tây bên Hàn nhắn cho mình nhá. Mình rất là thích luôn. Ung chưa? À, ôi thiếu. Ừ. Kogimasu. Ừ. Hana shik. Hana shik. Ừ. Di chuyển từng cái một. Đây là người ta có cả đũa thìa rồi. Thông thế. Ừ. Di chuyển hết là quên. Chưa giải chăn. À chưa quên, chị quên vào giải chăn. Giải cái tấm ni lông. Từ 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 từ. Để mẹ giải đã. Ê gà, chào ba cho mình chưa? Cái miếng này, cái miếng này như kiểu nhà hàng không này. Nó rất là tiện luôn, khi mình xong mắt là mình vứt nó đi. Nó bong bóng. Đâu rồi ta? Ôi dồi ôi, cái chỗ này người ta mới dọn nước này. À đây. Úi dồi, quên. Để vào đây đã. Nhìn cho nó sạch này. Để chưa? Kéo vào đây đã. Bẩn hóng chậm bẩn vào này luôn rồi. Nhẵn nhịn thế ta. Rồi, thế thôi mình sẽ để đồ ăn lên đây. Thịt này, để cạnh đây này. Cái miếng này để đây. Tí nữa gọi là nổi lửa. Rau, cái rau này là mẹ chồng mình cho đó mọi người. Bây giờ mình sẽ vào bên trong lấy một ít nữa. Mình cho vào cho mình biết. Mình cho bảo là mẹ, con sẽ phụ mẹ. Ừ, bạn hết rồi. Thì em ăn chồng nhé. Ừ. Ôi dồi, nặng lắm, nặng. Hát xin, hát xin. Cho mình chú cầm nấm. Tôm. Tôm mùa này thì chưa có tôm tươi mọi người ơi, toán lên tôm đông lạnh thôi cho nên mình mua ít lắm. Bê ra đây. Đúng rồi. Hôm nay chúng ta sẽ làm bữa tiệc ngoài trời. Ồ, vẫn còn. Mình chưa bảo mẹ ơi đang quay này mà nó rơi cái máy quay làm sao? Làm sao vỡ làm sao? Chỉ nghĩ đến rồi đã rung hết cả tim rồi chết. Còn cái chỗ này là cái bồn tắm nước nóng nha mọi người. Chắc là nhà mình ăn tối xong này, ăn tối xong rồi mới tắm. Đó mình mở nước nóng ra xong rồi. Chỗ này không biết có được mấy người không nhỉ? À hình như được 4 người này. Nhìn qua thấy nhỏ nhỏ mà cũng không có nhỏ mấy nhỉ, 2 người thôi. Còn đằng xa xa kia thì anh Su đang nhóm lửa. Cái chỗ này nó gió hơi to cho nên là nó hơi tốn thời gian tí. Nhảy mi nhót. Nhảy đi. Nhảy. Rồi bây giờ mình chuẩn bị nướng thịt mọi người. Và cái sò này chỉ để ở bên cạnh thôi cho nó nóng nóng. Ăn thịt trước. Hôm nay mua thịt lợn rừng nhá. Thịt lợn rừng nó ngon hơn là các loại thịt lợn thường rất là nhiều. Đấy, hai đứa kia bắt đầu choạng nhau đấy. Choạng nhau suốt rồi ạ. Đúng răng chứ quỷ tớ. Bố đâu bảo đang quay đấy các con. Ăn thịt phải có mỡ mới ngon nhỉ. Ui, nó khói. Bỏ thamên sợ bỏ bè đi. Ừ. Thấy không? Ồ, có cả tôm lắm. Xong rồi bắt đầu mỡ nó chảy. Cái
우리 너 dính chết chân nó dính. Đấy, ủi nó đã thơm rồi mọi người ơi. Đúng kiểu nhóm lửa. Phải để cho nó vàng, gọi là vàng ươm thì nó mới ngon. Mình cứ phải cháy cháy khét khét tí thì mới thích ăn. Đây là sẹo vàng mọi người. Quái sẹo đó. Sẹo vàng mọi người. Ơ. À, bà nhìn xin. Wow. Thấy chưa? Ui cái mỡ nó tong tong nó chảy rồi. Vì cái gì? Không ăn. Không ăn. Có cả nấm nó, có 3% tỷ. Tàn đâu rồi. Thơm lắm mọi người ơi, mình không có ướp gia vị nhưng mà mình nướng bằng cây củi này nó thơm. Chồng mình là chuyên gia nướng thịt rất là ngon. Mà tạo nó cháy. Đây thì mình chiêu đỉnh cơ. Đợi cho cái sò này nó chín thì mình sẽ cho cái phô mai vào cho hai đứa mà ăn. Nó thích ăn cho món phô mai. Thì bí nó thì ăn rồi. Nó chênh tặng luôn. Bên chung. Không cẩn thận, tại vì cái nó còn... vàng ươm. Thế là chưa ăn đâu. Mình chỉ bảo bây giờ là cho gọi là mấy em tôm gọi là lên thớt. Wow, siêu. Wow. Wow, siêu. Siêu bị chuột. Wow, siêu. Ăn thích chưa? Siêu nản. Chỉ sợ cháy thôi. Nướng là bố đã có tay nghề cao thì cứ sợ cháy thế này. Thì chưa hiểu. Cái này cho vào giữa. Chưa kể được trong giờ. Phở sốt. Phở sốt. Mua bao nhiêu? Nấm là mình cũng cho vào luôn. Có được không? Phở sốt. Mình vừa đi cắt ra. Ăn cho nó dễ. Nó. Cứ quên đến đâu rồi chị. Ăn cho thơm. Được đấy. Ừ. Đó nó quay chiều mọi người. Ăn đi. Chú đã phải sợ sâu chứ mà. Mình chưa bảo bố mẹ đừng có mà cãi nhau trước lửa, điên lại cãi nhau. Chọn nhau hay cãi nhau làm gì, phải buổi nào thì cãi nhau. Wow. Ừ. Giờ mình sẽ cho phô mai vào đây. Nướng. Đông con nó đang đợi hai cái món này. Wow, là cái tạ. Phải nó. Bán như này rồi. Đấy, ăn chín mà xinh đấy. Chín mà xinh. Cái nướng mỡ hành ngon nhỉ, mình thích mỡ hành nhưng mà cái con nhà này nó không ăn hành mấy.
됐어? 와 녹는다 또 있잖아 빨리 올려야 돼 꺼내고 새우 다 넣어요? 이때 안 넣은 거 뭐 또? 새우 다 넣어 와 눈이 녹고 있다 녹고 있어? 응. 떨어져 어머 哇我我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 我
Chào anh Su. Chưa có cơm. Ngon chưa? Ừ. Mà từ sáng lâu rồi, phải rồi sao? Mà có chút tại đây nè. Đã có cơm. Quá. Cơm nóng rồi, nóng hổi luôn. Đúng không? Ăn như vậy. Cơm này. Ăn cơm cho nó chắc. Ở Việt Nam thì có thể cơm. Ôi nóng. Ăn hơi sớm rồi nó nắng này. Như vậy sao? Ừ, Đông Cơn khen là ngon. Đúng ngon ăn nhiều. Bây giờ thời tiết nó dịch mà nó đỡ thì mình chịu khó đi. Mình cũng ăn thử miếng này thôi. Chứ chứ đừng đốt chứ. Thì tương mang cả kim chi cơ. Xin mời tất cả mọi người ăn cùng với gia đình nhà mình nhé. Ngon chưa? Chưa bao giờ. Ngon chưa? Có kim chi rồi. Ngon. Mình cho nhìn nó khoái ăn cái kim chi chua rồi. Ngon không? Chào ngon. Ăn nhiều à? Ăn nhiều cho lớn. Ừ, 유튜브를 한번 시골집에서 해야 돼. 말은. 농구나. 그지. 이렇게 맨날 이렇게 해 먹고 시골집에서. 남 cho anh Su miếng lửa. Đứng thì vất vả tại vì sợ nó cháy. Cái lúc lửa nó ấy nó mạnh quá. À, chắc có lần là còn. Thêm miếng tỏi nữa này. Tương. Ở trong nhà là đang nấu cả canh rong biển mọi người ơi. Tao không ăn quá. Nhanh lên tự cầm cái tỏi. Thơm tỏi đủ hết. Nhiều mà. Vì thế nó không cho. Đông cơ nó to ngay lắm nhưng mà vì thế nó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cô chú ý. Cô chú ý. Cô chú ý. Thịt nó ngon. Ngon hơn là mình nướng ở chỗ cái ở nhà ấy. Bà chồng mình ăn đi ông nướng nãy rồi. Mình đang đợi cái món măng tây này, mình thích ăn cái măng tây lắm, ngon. Đấm thịt ra cho dồn vào với nhau luôn. Này, cái này cũng chín rồi này. Phô mai gọi là tan chảy luôn. Hôm nay chơi thứ gì à? Bài sốt, ngon lắm. Đúng rồi.
뭐가 맛있었대? 다 맛있어. 그래? 진짜야? 응. 오, 의외다. 반응이. 아, 그거 아주 귀여워. 근데 내가 뭔지 말아. 이게 뭔가. 소주. Hôm nay gọi là đi chơi, gọi là nghỉ ngơi cho nên là không có ngăn cấm gì hết nhá. Rất là thoải mái luôn. À. Để. 이거 여기서 있어 이걸로. 맛있다. 마늘도 많이 넣고. 오. 너 맨날 안 넣어 줘. 안 dài. Nó cháy. Ủa rồi cháy mọi người ơi, cái nửa này. Cái này mà có ngô khoai đi nhỉ, quên mất không nhớ ra. Có đâu có. Mà quá. Ăn đi rồi. Thế có chè bạch không? Ăn miếng măng ti, vùi măng ti. Nó to nhưng mà nó không có già mấy à? Đúng. Bọn em cắt đi một đoạn trồng những cái bảo tiết. Nắp này sao lại cắt đi nhiều ấy. Đúng cho mày chuẩn. Đã cút nó ngọt, nó ngon, nó mềm. Đúng rồi, chỗ bà bảo. Chết luôn. Đang nướng thêm sò cho Minchu. Nó ăn rất là ngon miệng luôn. Ngon. Ôi! Tôi mua. Ăn cái gì vậy? Ăn đâu? Chồng mình bóc tôm cho hai đứa. Có chỗ rộng nhưng mà có chỗ rộng mình đứng đây ăn cho nó tiện mọi người. Chứ không phải bảo ngoan nó ăn gì vất vả không phải đâu nhá. Nhưng mà mình rất coi nhạc rồi. Ai đi? Còn gì rau? Bố có súp? Ừ. Dạ, hắn đã, đúng rồi, hắn đã, hắn đã. Ừ. À. Đã gặp ta. Đã ta bố. Bây giờ cứ bươi ra chứ. Bươi. Bươi bươi. Anh bươi ra. Bươi. Ngon lắm rồi. Cái nào cũng ta nó tốt. Ừ, mặn không cần chấm gia vị được. Thế là cần phải gì vậy? Ngon chưa? À, bố gọi là chúc mừng khổng găng. Chúc mừng khổng găng. Mạnh khỏe thứ. Mùi hiếu. Chúc mừng khổng găng. Khổng găng. Thế bỏ chế mà. Tôm đông đá mà cũng ngon này. Tưởng nó không ngon luôn. To quá. Ừ. Thế là mình không phải 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 là mình không ăn thì cũng ngon rồi. Hả? Khô thịt này. Cho 2 hai miếng thịt cơ. 부드러운 거. À cho cả sò lên nữa. 사랑하니까 하나 더. Kẹ. Không ăn tỏi đâu đấy. Hạt chúc cơm. Kẹ mặc. Thêm một tí cơm nữa là được. Chúc. Ê. Ok. 야, 이거 맛있다. 응, 맛있죠. 이게 제일 맛있어. 야, 동훈아, 이거 맛있다. 보자. 응. 여기 무슨 잘다? 아이고, 진짜, 진짜. 좋아, 아빠, 아빠 진짜 맛있어. 우와! 너무 맛있어, 맛있어 주는 거야. 이거. 응. 야, 진짜 맛있어. 세잔이 한 잔 따라와. 세잔? 아빠 많이 벌어오세요.
Ông treo vào chồng kiếm nhiều tiền mà. Tiền. Bốc chưa? Cũng bảy cũng. Cũng là cô kim bồ. Bắt được rồi, bắt cơm. Thế mà cũng chưa là thế một chút anh dâm cả lắm bác ơi. Quên mình không mang một cái bát nhỏ nhỏ đi để nướng tỏi ấy. Ăn nướng thì ngon. Ăn phát ngọt sư. À bao đủ. Thì cuộn với lại cái thịt ba chỉ hun khói ấy, mình nướng này ăn rất là ngon luôn. Vớt ừ. 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 Anh đang mặt trời đất chiếu ấy, không biết mọi người xem có bị lóa không. Cái bộ bài. Nó mất rồi. Rồi một cái sao nào. Ừ, nó bộ rồi. Đúng rồi. Bà con không còn mình chưa ăn được cháu bà. À. Đúng rồi, đúng rồi. Hắn vừa thuộc của nhìn cơ. Đúng rồi, bộ bài. Các cậu thật lắm. Đấy. Đang rồi. Chính kiểu bài xin tiếp. Quả hạ xuống đi bà. Còn cái bà kiến đường nó kêu xèo xèo xèo. Chịu 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 thơm quá là thơm luôn. Nấm này, thịt này, tôm này, cái đầu tôm ấy bỏ đi tiếp. Sò sò nữa trời. Còn đấy. Ừ, cẩn thận không đấy. Bây giờ bà bê ra mà nó đổ chứ. Đó. Ôi giời. Ô. Vậy mình đánh cho nó có cái đấu vậy. Ừ, đông bố hay là bố giả vờ vậy. Không phải giả vờ tại vì cái đĩa này yếu. Cho con tay vào làm cho nó dễ. À, ừ. Thế ừ. Mình dần hạ chồng nhé. Rồi, chị cứ 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 không có cái lửa không được 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 không. Lago? Bố bà, tô mà tô. Chưa. 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 Mà trong này nó ra lại đi tiếp. Anh bảo đắt mọi người. Đó, chồng mình tiết kiệm lắm. Đắt mà. Tính hết tất cả cũng phải một ngày tầm 6 đến 7 triệu thôi. Mọi người xem những cây khác người ta đi chơi mà mấy nghìn đô một ngày thì mọi người thấy, nhưng mà nhà mình á
Ừ, gọi là em trai, em gái, em chồng toán người tiết kiệm không? Mà không phải là không có tiền, người ta có tiền nhưng mà người ta cái mức tiêu hoặc tiêu của người ta ấy, nó rất là tiết kiệm. Còn em bảo là lần sau này đến đi chơi tiếp này, anh bảo là đắt quá, thỉnh thoảng đi. Không có tiền nhỉ anh Vũ, bí xa. Anh bảo là không phải là không có tiền mà là nó đắt. Ác kế rồi hả? Tiết kiệm. Kiểu ảnh hưởng cái đời sống của mẹ mình ấy, mẹ mình đấy. Mình mua cho cái gì cũng kêu đắt tiền, chỉ sợ con cháu mất nhiều tiền lắm. Người nám bơn. Người Việt Nam mình cứ nghĩ là sống được bao nhiêu nhỉ? Sau này chết đi có mang được đâu đâu, có mang theo đâu. Nhưng mà người Hàn thì người ta lại nghĩ khác. Chắc không chẳng nổi lề. Phải tăng ra mình nhau. Đúng mạnh sổ. Anh bảo là cái... Người Việt Nam mình tiêu tiền nhiều. Đời sống được bao nhiêu cũng tiêu. Cứ tiết kiệm để đấy xong rồi tự nhiên ốm phát này, cái tiền này ai tiêu, vợ con tiêu rồi. Vợ là không quên. Wow. Buồn. Cứt. Tung. Đúng sai cắt. Rồi mọi người, bây giờ nhà mình cũng no cái bữa cơm này á. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết cái video này nhá. Hẹn tất cả mọi người vào video ngày hôm sau. Rồi, bye bye. Tạm biệt, bye bye. Lại có đồ ăn trong miệng. Lịch sự. Chua gì hả? Nó? Không chứ. Ok.